Kính thưa tất cả quý vị khán giả của VM Television, Quý Hương ngày hôm nay đứng bên cạnh một người rất là quan trọng trong cộng đồng của chúng ta, nói riêng và tất cả cộng đồng sắc tộc khác nói chung. Thưa quý vị, đây là Tim McGrath, là president, phải nói rằng president của ngôi trường Golden West College. Yes. Hello. Nice to meet you. Very nice to meet Thank you. Thank you. And please let us know what is going on here, why we are standing in front of this OCTA bus. So we started a program here at Golden West College in partnership with OCT. They provided a grant, and our students, our ASG students, provided funding from our student fund to provide bus passes for all Golden West students in the entire community to have free transportation to the college. Kính thưa quý vị, đây là một cái chương trình mà phải nói rằng quá tuyệt vời, là bởi vì hiệu trưởng của ngôi trường Golden West College kết hợp với lại OCTA, là một cái công ty mà đem đến cái xe bus là transportation hàng ngày cho tất cả quý vị đấy. Và bắt đầu ngày hôm nay là họ sẽ có những cái free ride, có nghĩa là bất cứ học sinh nào mà đến với lại ngôi trường Golden West College đều được đi xe bus miễn phí, free ride. We also are providing free English classes for Vietnamese citizens to learn to speak English as well as citizenship and GED, and so the bus is available to all students, not only credit and non-credit, and so we are very fortunate to be in this community and opening up our door to everyone. I cannot believe it. Thưa quý vị, ngoài ra, quý vị nào mà muốn học Anh văn miễn phí, quý vị muốn học để mà có cái citizenship, tức là được được trở thành một công dân Mỹ, thì cũng được học miễn phí. Miễn làm sao mà mình đến được ngôi trường này là mình sẽ được đi xe bus hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, Quỳnh Hương lại đứng bên cạnh một người cũng phải nói rằng quan trọng lắm lắm trong cộng đồng của chúng ta, Supervisor Andrew Đỗ, cũng là vị luật sư uy tín trong cộng đồng. Và bên cạnh đó, Supervisor Andrew Đỗ cũng là board member của OCTA, mà Quỳnh Hương và luật sư Andrew Đỗ đang đứng trước của cái xe bus rất là đẹp ngày hôm nay. Kính chào Supervisor Andrew Đỗ. Kính chào chị Quỳnh Hương và kính chào các quý vị thính giả. Dạ vâng, cho tất cả quý vị và Quỳnh Hương biết là tại sao mình có một cái chương trình như thế này, rồi Quỳnh Hương cũng đã phỏng vấn và nói chuyện với lại ông Tim McGrath rồi. Nhưng mà Quỳnh Hương muốn nghe từ Supervisor Andrew Đỗ với cái event này. Dạ vâng, cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, trong vai trò là giám sát viên của quận Cam, chúng tôi cũng ngồi trong ban quản trị của cơ quan di chuyển, đó là Orange County Transportation Authority. Dưới cái thẩm quyền của OCTA thì chúng tôi lo về vấn đề như xe buýt cũng như là đường freeway. Như quý vị thấy, mình đang có đường freeway 405 đang được xây lại, đó cũng là một cái chương trình của chúng tôi. Chúng tôi thấy cái tốn kém để mà phải mua xe hơi và mua bảo hiểm cho các em đi học càng ngày nó càng tăng lên, nhất là với tiền sống ở trong quận Cam nó cũng cao. Vì thế cho nên chúng tôi muốn tạo ra cái chương trình này để giúp cho các em có thể được có cái pass mà lái xe buýt mà miễn phí. Những người nào mà ghi tên học ở trường Golden West thì khi mà đã lấy đủ được cái số credit đó, có nghĩa là mình được là ít nhất là part-time student trở lên đó, thì mình được lái xe buýt miễn phí. Chúng tôi bắt đầu chương trình này ở Santa Ana College cách đây 2 năm. Rồi thì đến năm trước đã đi qua tới Rancho Santiago College, và năm nay chúng tôi đã tới đây Golden West. Thì chúng tôi đã xin được một ngân khoản của trên tiểu bang để mang xuống để bắt đầu cái chương trình này. Rồi thì từ lúc này trở đi, chương trình này sẽ được yểm trợ bởi cơ quan OCTA cũng như là student body của những trường đại học như là Golden West.
Và thưa giám sát viên Quỳ Hương thấy rằng cái điều này là cái điều quá tuyệt vời, nhất là cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Không những là mình giúp cho con em của quý vị, các em trẻ để mà có cái cơ hội đến trường học mà không tốn cái tiền đi transportation, tức là di chuyển, mà bên cạnh đó Quỳ Hương đã được nói chuyện với lại President, tức là ông Tim McGrath. Ông cho biết rằng là còn có những cái program học miễn phí, học Anh văn miễn phí, rồi học citizenship miễn phí nữa. Thì những cái chương trình đó cho những người lớn tuổi đến đây cũng được đi xe bus miễn phí phải không ạ? Dạ đúng vậy. Nếu mà họ lấy đủ lớp để mà là trong status gọi là part-time trở lên đó thì được cái đó. Hai cái chương trình mà của đại học mà chúng tôi đã nói đến là Rancho Santiago và Santa Ana College, chỉ có trong vòng dưới 2 năm mà đã hơn 2 triệu sinh viên đã đi xe buýt miễn phí. Chúng tôi thấy là chương trình này nó sẽ giúp rất nhiều người, nhất là khu trường Golden West nó rất gần cộng đồng người Việt chúng ta. Chỉ đi đường xe buýt mà đi thẳng xuống đường Edinger là tới thẳng ngay tới trường này. Thành ra chúng tôi nghĩ là đây là một cái cơ hội mà rất giúp nhiều cho gia đình để có thể học cao lên, để bắt đầu cái career của mình mà không có bị tốn kém quá nhiều. Quá hay, quá tuyệt vời phải không thưa quý vị? Cho nên là quý vị đang xem cái chương trình này với lại VM Television, quý vị hãy kêu gọi con em của mình. Cảm ơn giám sát viên rất là nhiều cho cái buổi event quá hay, quá độc đáo và phải nói rằng là hữu ích rất nhiều cho cộng đồng chúng ta. Thưa tất cả quý vị khán giả, quý vị vừa mới xem qua một số hình ảnh với một cái ngày phải nói rằng quá hay, quá đẹp, mà trời cũng lại đẹp ngày hôm nay nữa, ngay tại Golden West College thưa quý vị, để giới thiệu đến quý vị cái sự cộng tác chặt chẽ của OCTA, là một cái công ty mà đem đến cái dịch vụ chuyên chở bằng xe bus, cộng thêm với sự cộng tác của Golden West College để đem đến một cái dịch vụ kể từ nay bất cứ học sinh nào mà đến với ngôi trường này chỉ cần cái ID pass của mình, tức là cái thẻ ID của mình. Các bác lớn tuổi mà đến đại học Anh văn cũng vậy, cũng được đi xe bus miễn phí. Học sinh nào mà cứ có cái ID của cái ngôi trường này là đều được đi xe bus miễn phí. Quý vị nhớ dùng điều đó. Cảm ơn tất cả quý vị theo dõi một cái buổi mà Quỳ Hương, đối với Quỳ Hương thấy rằng ý nghĩa vô cùng, giúp đỡ cho cộng đồng chúng ta nhiều lắm quý vị nhé. Kính chào quý vị.